đứng nha. Cái váy này chị ngồi không được. Không, cái váy này ngồi đứng em mặc cảm lắm chị. Ngồi đi chị. Ngồi đi chị đứng. Ngồi đi. Ngồi đi. Không, đi. Không có ngồi được, cái váy này nó ngắn quá chứ gì chưa rồi. Ok. À, quên. Thôi đứng đi. Đứng. Mọi người phải hiểu rằng là có một cái điểm chung giữa Tiên với là Orange. Trời. Sao không biết luôn vậy? Đúng rồi, đây là hai chị em đều xuất thân từ trường trung học cơ sở cấp 3 Lê Hồng Phong. Đó là đúng rồi. Đây là gọi là tiền bối hậu bối trong trường đó mà cũng cách khá là xa, cách xa lắm luôn á. 10 năm không. Thế nên kêu hai đi chọn thôi. Lắm mà. Dạ, thì khán giả rất là tò mò về hai ca khúc này tại vì chưa có được ra mắt. Thì chị Tóc Tiên với lại Orange có thể bơm quý một chút xíu về ca khúc này và cái tâm tư của mọi người gửi gắm trong ca khúc này như thế nào, mọi người cảm thấy như thế nào về sáng tác này của Hương Kim Tuyền ạ? Thực ra nãy giờ mọi người tiền nãy giờ Tuyền nó bán tim về cái bài này rất là nhiều đúng không? Là đúng thiệt, tại vì Tuyền thực ra chắc là bài chị là một trong những cái bài cuối cùng mới nhất ạ. À, thì đó tức là nếu như mọi người có hay theo dõi story của Tiên thì biết là năm ngoái dịch ở nhà thì Tiên rất là hay đi ra ngoài vườn của mình ngồi thơ thẩn ngoài đó tại vì chán không biết làm gì hết, với lại hay bị cúp điện thì hay đi ra ngoài ngồi. Thì Tuyền chắc là theo lấy cảm hứng từ những cái câu chuyện rất là xàm xí của Tiên ở trong story, nhưng mà Tuyền cũng có chia sẻ và hai chị em có ngồi nói chuyện một chút xíu với nhau về về những cái, nếu như mọi người nghe cái lyrics của bài này thì thấy nó kiểu la lắm, nó thơ thẩn lắm, nhưng thực ra là nó có một cái thông điệp, một cái layer ở đằng sau mà Tiên cũng có chia sẻ với lại Tuyền, đó là trong cái mùa dịch, trong những cái thời gian khó khăn đó thì Tiên bản thân Tiên có một cái bài học mà rút ra được, đó là bài học gọi là chấp nhận cuộc sống, thế giới quan xung quanh mình, dù có hạnh phúc, dù có đau khổ, dù có những cái hỉ nộ ái ố xung quanh, thì mình sẽ đón nhận tất cả bằng một cái sự chấp nhận và đón nhận nó để mà gọi là xoay chuyển nó trở thành một cái gì đó cuộc sống của mình, chứ mình sẽ không có bất kỳ một cái oán trách hay là đổ lỗi vì hoàn cảnh này gì cả. Thì đó là cái điều mà Tiên nhận ra sau dịch, và Tiên cũng sau cái đợt mà giãn cách á thì Tiên cũng có chia sẻ điều đó với Tuyền, và Tuyền đã viết cái bài hát này. Hai chị em không mất quá nhiều thời gian để mà thu âm bài này nữa, tại vì đúng một lần vì nó rất là đời, nó rất là trẻ trung và nó cũng thực tế với đời sống nữa. Thì đó là cái điều mà Tiên và Tuyền muốn gửi gắm qua cái bài hát, nghe cái tên rất là dài để nó là mang ghế ra sân ngồi hát, và mong rằng là tất cả quý vị trong một giây phút nào đó cảm thấy cuộc sống nó không xoay vòng như ý của mình thì hãy thử mang ghế ra sân ngồi hát. Orange thì giống như thế nào, một khúc là dưới ánh đèn sân khấu, giống như Tuyền nói là nhìn thấy một cái mặt khác của Orange rất là deep, rất là sâu sắc. Dạ, lần đầu tiên thì cho Orange gửi lời chào tới cô Vân cũng như là các anh chị, các bạn và các em đang có mặt tại họp báo của Hứa Kim Tuyền. Thực ra thì cái bài của mình nó có chân chu không anh? Không chơi lắm đúng không? Hơi gập gần. Tại vì đúng rồi, là tại vì cái giai đoạn mà anh Tuyền tiến hành thu âm với em thì em bị Covid, cho nên là nó cứ rất là gập gần luôn đó mọi người. Nó cứng lắm luôn đó. Xong rồi cứ hả là em bị Covid, xong rồi em hết, em sẵn sàng em đi hát rồi thì tới anh Tuyền bị Covid, cho nên không có thu được. Cái bài hát nó cứ ngâm ở đó, mà từ cái màu cam mà nó cam lật lật, nó thẳm, nó đen luôn, bầm tím luôn. Thì cuối cùng tụi em mới có một cái moment mà thật sự bữa đó là không có hẹn trước đâu, đúng không? Bữa đó hứng lên, anh ơi bữa nay là em hát hay lắm nè, bữa nay em nghĩ là em hát hay đó, đi thu không? Là thu cái tạch là ra cái bài final luôn mọi người. Là có luôn, dạ. Và cái nguyên do vì sao mà anh Tiền viết ra bài hát này cho em thì thật sự em như anh Tiền nói là trên mạng thì hoạt ngôn á, nhưng mà ở ngoài đời thì không có được giỏi nói năng cho lắm, và hay bị trăn trở, hay bị sống deep, kiểu chị không có gì, nhưng mà nghĩ là bị drama hóa vấn đề lên á. Thì em thì cũng có nhiều cái vấn đề, như là những cái bạn trẻ bây giờ, ca sĩ bây giờ, người ta nghĩ thôi là một ngày tôi đứng trên sân khấu không biết là
có ai nghe hát nữa không, luôn luôn có một cái chăn trở đó. Và em cũng đã từng ra một bài hát mang tựa đề là Em Hát Ai Nghe nữa, cho nên là anh Tiền nói thôi để tao viết cái bài này cho mày cho nó vừa. Không, nhưng mà cho tin thêm một tí xíu rằng là cái chăn trở của Orange nó không phải là của riêng các bạn nghệ sĩ trẻ đâu. Đối với những người nghệ sĩ mà cũng đã có thâm niên hoạt động lâu năm như Tiên, hay là thậm chí cô Cẩm Vân cũng vậy, cũng sẽ có rất là nhiều những cái lúc mà cảm xúc mình bị tụt xuống và mình đúng nghĩa là không biết mình hát ai nghe luôn á. Thì trong cái trường hợp này là đó là lý do vì sao cái bài dưới này sân khấu là bài mà Tiên Tiên có trả lời, đó là Tiên mong chờ muốn nghe bài hát này, bởi vì nó giống như là nó sự có cái sự đồng cảm giữa các anh chị em nghệ sĩ với nhau qua bài hát này. Thì Tiên mong rằng là với tư cách là một người chị đi trong nghề cũng già rồi thì mong rằng mong rằng là tất cả những cái tâm hồn nghệ sĩ gọi là đơn thuần ở đây sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa, và cũng như là một tâm hồn nghệ sĩ đơn thuần ở đây sẽ tiếp tục ra thêm nhiều album nữa và thật thành công ha. Chúc mừng chị. Nói chung là cho dù là người bình thường hay là người nghệ sĩ thì chúng ta vẫn có những cái lúc mà mình cảm thấy yếu lòng, và đó là lúc mà mình cần có âm nhạc để chữa lành cho mình và mang lại nguồn năng lượng tích cực, đúng không quý vị? Chắc là ngay bây giờ thì xin mời tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng với nhau nghe hai ca khúc này. Ngay bây giờ nghe đây luôn ạ. Và xin được nhường sân khấu lại để chúng ta cùng theo dõi hai ca khúc này. Mà mỗi bạn cho mọi người nghe nửa bài thôi để mọi người